Đây mà cứ quay thế này cho chú là được rồi. Quay này khán giả không nhìn gì. Không nhìn gì à? Thôi thế này nhìn chưa? Được rồi, nhìn rồi. Mặt là được rồi. Ok nha. Action. Xin chào các bạn, tôi là Mai ở cây cảnh chợ hàng. Giới thiệu với các bạn hôm nay chúng tôi giao lưu một số những cái cây giấy Mỹ mà chúng tôi đã làm được khá nhiều thời gian rồi. Đây là cây đầu tiên trong clip của tôi. Với một cái rễ giấy Mỹ với cái được gọi là bộ uốn lượn của phần thân rễ rất là dài mà chúng tôi đưa lên trên mặt chậu. Thực ra phần rễ cắm xuống mặt đất bây giờ chỉ còn là phần chân của nó, phần móng của thôi. Phần rễ đã được nổi hết lên. Cây này đã chặt bỏ phần thân chính, chỉ giữ lại một cành nhánh để tạo tác thành một bộ tán. Cây có dáng thế rất là cổ quái, tất nhiên là cái chậu hiện tại không được phù hợp với cây lắm. Vì tôi chưa được đổi chậu, nếu cây này mà đổi sang một chậu khác để dựng cây lên một chút thì sẽ đẹp hơn rất nhiều. Ý tôi là muốn nó dựng lên như thế này. Thế nhưng hiện tại thì cái chậu này nó chưa dựng lên được. Tạm thời nó ở cái dáng đây thôi. Cây này có bộ rễ rất là cổ quái luôn và già lua. Phần sát gốc của rễ đo được to nhất là 4,5 cm. Rễ chính to nhất đo được là 3,5 cm đường kính. Bộ tán với chiều rộng là 30. Dằm tán rất là già và kỹ rồi các bạn ạ. Bộ rễ cũng nổi lên rất lâu năm. Thân rễ đã chuyển sang dạng màu lâu. Chiều cao đo được là 40 từ mặt chậu lên các bạn nhé. Cây vừa xén dăm và cũng đã có lẩy một số những hoa. Cây này nếu mà hanh khô mà như Bắc Bộ Hải Phòng của chúng ta đây thì chỉ độ tháng nữa thôi là giấy Mỹ ra đầy hoa luôn. Năm nay mưa nhiều nên là tôi sửa tán muộn. Nên là giấy Mỹ đợt này ít hoa chứ nếu như bằng giờ này năm ngoái thì vườn đã đỏ rực rồi. Cây này có dáng thế rất cổ quái luôn. Bộ tán trên cũng khá là kỹ dày dặn rồi. Cây có giá tiền là 900k, cộng chậu 150. Mã số là 374 các bạn nhé. Tôi xin để cái mã số vào đây. Ok rồi, tôi xin chuyển sang cây khác. Vào đây, một cái cây giấy Mỹ già lua cũng không kém. Tuy nhiên phần rễ của cây này không được cổ quái và đẹp bằng phần cây kia, nó chỉ có phần thân đẹp thôi. Cây này thân bắt nguồn bắt đầu từ sát đây là phần thân cây. Tán được tạo tác khá lâu năm. Rất là già và dày. Tuy nhiên bộ rễ bên dưới thì hơi nhỏ. Cây cũng rất điệu. Cây này mà ra hoa thì rất đẹp luôn vì bộ tán cũng đã tương đối chuẩn chỉ rồi. Dày và già. Phần gốc chỗ rộng nhất đo được là 4 cm. Tuy nhiên cây hơi dẹp. Đâm là cái phần nghiêng của nó chỉ có 2 thôi. Cái phần rộng này mới là 4. Hơn 4. Còn thân cây trung bình đo được là 2 cm. Chiều cao cây tổng cây từ mặt đất lên là 38. Chiều rộng của bộ tán đo được là 40. Cây này vào chậu chữ nhật cũng đẹp. Bộ rễ dưới thì hơi nhỏ. Phần rễ móng thì không được đẹp lắm nhưng phần thân tán là rất là ok. Cây cũng sắp sửa cho hoa rồi. Cây này có giá tiền là 400k, cộng chậu 150. Mã số là 375. Tôi xin quay lại một vòng sang mé bên đây các bạn ngắm kỹ hơn. Rồi, ok, tôi xin chuyển sang cây tiếp theo. Tiếp theo đây là một cái rễ giấy Mỹ nữa. Đây tôi trồng lâu năm, rễ đã ăn xuống đến tận đáy chậu rồi đây. Rễ từ đã ăn chui ra tận lỗ đáy chậu này. Đấy, vẫn nhiều rễ làm kênh cả chậu lên. Cây này bộ dăm cũng rất là kỹ và già lua rồi các bạn nhé. Cây này đều là những cái bộ tán. Cái clip này của tôi là hầu như bộ tán cây là đã khá kỹ và dăm rất là già và dày. Cây này chỉ có một rễ uốn lên và sẽ tạo thành bộ tán lơm ở trên đầu cây thôi. Tuy nhiên rằng là cây này mà ra hoa thì rất là kỹ và đẹp, rất là đẹp luôn. Phần rễ dưới cũng chia ra làm hai móng, hai chân móng chia ra làm hai rễ. Tôi quay sang đây cho các bạn nhìn rõ hơn. Phần cổ gốc đo được chỗ to nhất là hơn 3 cm, 3,3. Phần rễ trung bình là 3 cm. Chiều cao của tổng cây là từ mặt đất lên là 42. Chiều ngang tán đo được là 28. Cây có bộ dăm tán rất là kỹ.
cây sắp sửa cho hoa rồi, lấy đầy mày hoa luôn trên mặt ngọn. Cây này có giá tiền là 400k, mã số là 373 các bạn nhé. Tôi xin quay lại một vòng nữa, mé nào cây này cũng có thể chơi được. Rồi ok, tôi xin chuyển sang cây tiếp theo. Và đây một cái gốc giấy Mỹ có thể nói là cực kỳ già lua cổ quái. Tôi xin bỏ cái phần dây uốn này ra vì nó đã không còn cần dùng đến nữa. Giới thiệu với các bạn, đây là một cái rễ giấy Mỹ mà có thể nói là bò lên từ mặt đất, rất là điệu và cổ quái luôn. Phần dưới của nó làm ngang mặt chậu, tuy nhiên trên thì lại uốn lượn và tạo thành cái dáng siêu rất đẹp. Cây hồi lại phần gốc rễ, có thể nói là rất là chuẩn chỉ luôn. Bộ gốc thì gần như là không còn, chủ yếu còn cổ rễ thôi. Cổ rễ chỗ rộng nhất lên đến 5cm. Và cắt bỏ phần thân chính. Đây là phần thân chính chúng tôi đã cắt bỏ đi, để lại cái gỗ mục này là để tạo lũa. Hoặc nếu không chúng ta có thể đục đẽo vát đi một chút nữa thì sẽ bỏ phần thân gỗ này đi. Bên đây là một phần nhánh chính của cây đã mất, chỉ còn lại một phần nhánh phụ. Và tạo tác thành tán, với một tán duy nhất. Bộ rễ cây, cây rất gọn gàng. Bộ rễ cây, rễ chính khá to. Rễ chính chỗ trung bình đo được 3,5. Bò xuống mặt đất rất là đẹp. Tôi nghĩ mé bên này cây đẹp hơn. Chiều cao của cây đo được từ mặt đất lên là 30. Bộ tán rất là nhỏ gọn với 20. Nếu đo tổng cả rễ nữa thì cả rễ lẫn bộ tán nữa là 22. Cây này ở chậu này thì theo tôi là chậu hơi rộng, chúng ta có thể đổi sang một cái chậu khác thì hình dáng cây sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên đây mới là chậu nhựa, đâm chúng ta có thể thay đổi chậu một cách đơn giản. Cây có giá 800k, mã số là 369 các bạn nhé. Cây này vào chậu cũng rất lâu rồi. Tôi xin quay lại một vòng nữa. Rồi, ok, tôi xin chuyển sang cây tiếp theo. Và đây lại một cây giấy Mỹ nữa, dăm tán cũng rất là đẹp. Đây, chậu mà trồng lâu năm rễ nó đã chui xuống tận đáy chậu. Đây, chúng tôi tới đây cũng phải xử lý hết phần rễ dưới. Đây, rễ dưới đáy chậu đã ra, chui ra ngoài lỗ của đáy chậu rồi. Cây rất là già lua luôn. Cây này tuy vừa vừa bé bé cây thôi nhưng mà cây rất già. Bộ tán làm rất kỹ rồi. Riêng bộ tán như này với ở vườn chúng tôi làm cũng mất 3-4 năm mới có được cái bộ dăm tán kỹ và già như cây này. Phần cạnh mé phía dưới của gốc cây cũng đã lũa bỏ đi một phần vỏ, chỉ còn lại phần cốt thôi. Mé trên thì vẫn còn vỏ nguyên các bạn nhé. Cây này bộ rễ thì không lớn lắm nhưng mà bộ thân cây cũng như tán cây rất là đẹp. Đường kính thân chỗ lớn nhất đo được là 4cm. Phần gốc trung bình đo được là 2,5cm cây thu. Chiều cao cây là 34 từ mặt chậu lên. Chiều rộng tán cũng tương đương 33. Cây có dáng siêu rất là đẹp, bộ tán rất là kỹ rồi. Cây này mà ra hoa thì mê ni luôn vì dăm rất là dày. Cây này có giá là 600k, mã số là 376 các bạn nhé. Rồi ok, tôi xin chuyển sang cây tiếp theo. Đây cũng là một cái rễ giấy Mỹ rất là cổ quái luôn. Tôi xin tháo cái vỏ ra, cái biển ra để cho các bạn ngắm được dễ hơn. Tôi xin chèn cái cây lại một chút. Cây này nó để lâu ngày chưa thay chậu, nó đã nghiêng. Tuy nhiên đã vào cái chậu sành này khá lâu rồi. Cây này, cái phần vỏ rễ này có thể nói là bỏ đi luôn. Đấy, hay là chính xác của nó. Cây có dáng đổ, tuy nhiên cũng đã có cành hồi lại rồi. Phần cành này chúng ta có thể dỡ ra được rồi.
bỏ giấy thép để cho cành nó phát triển. Cây này cũng đã bỏ được dây thép, hầu như cây của chúng tôi cũng bỏ được dây thép hết rồi, không còn dây thép nữa. Chứ còn nếu mà mới uốn thì nhiều cây bonsai mà vẫn còn dây thép thì là thời gian cây vẫn chưa phải là lâu. Với cây của chúng tôi đây đều có thể bỏ dây thép hết hoàn toàn. Cây này tí tôi phải lấy cái kìm mới cắt được, nó đã hơi lằn vào thân cây rồi. Cây này có bộ gốc cũng khá lớn, tuy nhiên bộ tán thì hơi nhỏ. Cây này chỗ gốc lớn nhất đo được độ rộng lên đến 5 cm, tuy nhiên thân nó không được tròn lắm, chiều dẹp của nó thì có 3,5 thôi. Cổ gốc đo được trung bình là 3,5 cm, chiều rộng của tán cây hiện tại là 27, nếu cả rễ đo được thì là 30, chiều cao của cây thì có từ mặt đất lên là 27 các bạn nhé. Cái này nếu mà chúng ta cho kèm đá tì đá thì cũng rất là đẹp, nuôi thêm một thời gian là bộ răm tán mà to ra chút nữa thì ok hơn. Cây có bộ tán vẫn còn hơi nhỏ. Cây này mã số là 371, có giá là 500k các bạn nhé. Tôi xin cắm cái phần báo giá vào đây. Rồi ok, tôi xin chuyển sang cây tiếp theo. Cây giấy, một cái rễ giấy Mỹ này của tôi nó ở trong bịch thôi. Tôi xin bẻ cái miệng bầu xuống để các bạn nhìn nó rõ hơn phần rễ của nó. Cây này dễ uốn lượn rất là cổ quái luôn. Chỉ có thiên nhiên mới có thể tạo tác được những cái bộ rễ có thể nói hình dáng nó thế này thôi. Còn chúng tôi chỉ tạo tác phần từ ngọn trở lên thôi. Đây, sát rễ luôn. Đây là nguyên là một cái rễ giấy Mỹ uốn lượn. Chúng tôi vào bịch thật nhưng mà cây này cũng đã vào đến hàng năm, 2 năm nay ở trong bịch rồi. Và đã tạo tác được bộ tán. Cây bắt đầu điểm hoa. Chiều rộng của bộ tán đo được là 30, tuy nhiên tán cũng chưa được dày lắm. Từ mặt đất nên đo được cây cao 30. Cây có bộ rễ rất là cổ quái luôn. Chúng ta có thể thay vào một chiếc chậu khác, có thể đổi dáng cho cây này. Tôi có thể trồng ngả nó xuống để chuyển thành thác đổ cũng có thể được với cây này. Thì chúng ta có thể chuyển đổ cây xuống được. Với bộ rễ dài này chúng ta có thể quay nghiêng cây hoặc có thể sang mé này, cây có thể quạt xuống được, tuy nhiên phải tạo lại bộ tán. Còn hiện tại nó đứng với dáng này thì phù hợp hơn. Cây có giá 400k, mã số là 361 các bạn nhé. Cây này rễ của nó dài và khiêm tốn thôi, đường kính rễ chỗ trung bình đo được là ngót 2 cm, phần gốc cũng vậy, khoảng 2 cm, gần như là không có thân. Hết khỏi rễ là lên là tôi tạo tác tán ngay. Rồi ok, tôi xin chuyển sang cây tiếp theo. Và đây một cái rễ giấy Mỹ có thể nói rằng là chúng tôi tạo ra cũng đã rất lâu rồi. Tuy cây rất nhỏ nhưng dáng rất là điệu luôn. Có bộ rễ gấp, gấp khúc uốn lượn, có thể là rất là đặc biệt luôn. Chỉ có rễ giấy Mỹ mới có được nhiều những cái hình dáng mà có thể nói là lạ như vậy. Còn rất nhiều những cái rễ cây khác thì thường thường là nó thẳng hoặc không thì là nó chỉ một cái hình dáng nhất định thôi. Riêng giấy Mỹ thì nó rất nhiều những cái hình dáng khác nhau. Cây này cũng đã rất dài lùa, tuy bé nhưng mà tạo tác cũng rất lâu rồi. Cây này không may bị gãy tôi bỏ đi. Cây này đường kính gốc rễ rất nhỏ, chỉ có 2 cm thôi, nhưng bộ tán rất là già luôn. Mà kéo phần này ra thì cây vẫn lộ ra phần bệ rễ của thân cây, nó có thể xuống đến dưới này nữa. Đây là tôi vừa bỏ cái vải ra. Cây này có mã số là 362, giá tiền là 400k các bạn nhé. Cây có bộ răm cũng sửa khá kỹ và khá lâu rồi. Tôi quay thêm một lần nữa để các bạn ngắm. Rồi, ok rồi, tôi xin chuyển sang cây tiếp theo. Ở đây một cây giấy Mỹ dáng siêu có thể nói rất là già luôn. Thời gian lên chậu có thể nói là 4-5 năm rồi.
gốc rễ đã già đen sạm hết cả rồi. Phần phía sau của nó có hoại đi một phần vỏ cây nhé. Tuy nhiên rằng là với giấy Mỹ thì mất một phần vỏ không ảnh hưởng gì. Cây này có đường kính thân chỗ đo được to nhất là 4,5 cm. Rễ lớn nhất đo được là 3,5 cm. Cây có dáng siêu rất đẹp, có cành tán quay lại hồi về gốc. Cây là cành này tuy tôi buộc vào đây nhưng mà hiện tại thì cây cũng đã có thể bỏ được đây, cũng đã có thể bỏ được dây sắt hết rồi. Cây rất là già. Đấy, tôi bỏ dây sắt luôn. Bộ răm tán cắt cũng khá kỹ và nhiều lượt. Cây vừa mới chỉnh sửa đâm là tới đây cũng sẽ cho hoa luôn đấy các bạn ạ. Cây này có giá là 1 triệu, cộng chậu là 150. Mã số là 372 các bạn nhé. Tôi xin quay lại một vòng nữa để các bạn ngắm. Đây là mặt sau của cây. Rồi, tôi xin tiếp theo. Và đây là cái cây cuối cùng của clip của tôi. Tôi cũng xin bỏ phần này ra. Cây này có phần bộ rễ rất là nhiều, rễ nhỏ luôn. Nhưng tuy nhiên tạo tác thành cái hình dáng có thể nói là cũng tương đối. Cây này phần sát gốc đo được là 4,5 cm. Bộ rễ lơm. Phần tán trên thì cũng mới tạo tác chưa được kỹ lắm nên là tán vẫn còn nhỏ gọn. Với bộ rễ lớn như này mà chúng ta tạo tác thêm được bộ tán to ra chút nữa thì cây sẽ rất là đẹp. Cây này chiều cao của cây đo được từ mặt đất lên là mặt chậu lên là 35 cm. Chiều ngang tán hiện tại là 27 cm. Phần gốc chính đo được là 4,5 cm. Phần cổ trên thì nhỏ, thu nhỏ rất nhỏ luôn. Chỉ còn lại có khoảng 2 cm. Mé bên đây cây cũng rất là đẹp. Hiện tại cây ở trong chậu này tôi cũng thấy không được hợp lắm. Chúng ta có thể thay sang một cái chậu dạng hình hộp chữ nhật. Mà chậu nó vuông lại một chút nữa thì tôi nghĩ là đẹp hơn với cái chậu thuyền này. Vì cái mặt đẹp nhất của cây thì theo tôi nghĩ nó phải đứng thế này mới là đẹp. Trong khi trồng chúng ta sẽ chuyển cái chậu trồng thành hình như thế này, chứ không trồng xoay như này nữa. Nếu xoay như này thì bộ tán nó sẽ bị quay ra ngoài. Đấy, chúng ta phải trồng chéo đi một tí nữa thế này thì đẹp hơn. Cây này có giá tiền là 600k, cộng chậu là 100. Mã số 370 các bạn nhé. Đây, tôi xin quay lại một vòng nữa. Ngay bên đây của cây cũng chơi được. Rồi, tôi xin dừng clip ở đây. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh trẻ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.